Dạo này tôi có cảm giác như là mình đang bị lẫn lộn giữa một người không quen biết với một người tôi từng quen 15 năm trước mà không hiểu lý do gì sao nữa. Người mà tôi từng biết thì đột nhiên tôi cảm thấy rất là xa lạ. Tôi cứ có cảm giác là bye, đó không phải là người mà mình từng quen. Thế cô chưa bao giờ nghe câu tình yêu không có lỗi, lỗi là ở bản thân mình không bất chấp để yêu à? Phải biết bất chấp thì mới có được tình yêu. Tình yêu ấy vốn dĩ nó đã phức tạp rồi, đã yêu ấy là cứ yêu thôi, đừng từ bỏ, đừng hối hận vì đã không cho mình một cơ hội. Phải trình, thằng Nam Phong là cái thá gì là bà cứ phải hy sinh vì nó, bỏ cả tương lai vì nó. An Chi à, tôi biết anh ta là mối tình đầu của bà, nhưng anh ta cũng là người đàn ông đầu tiên khiến tôi rung động và cho tôi biết thế nào là tình yêu đích thực. Cho nên đây cũng là mối tình đầu của tôi. Xin lỗi bà, nhưng tôi sẽ không từ bỏ cơ hội của mình đâu. Mình là An Chi, mình sẽ là An Chi.